Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã xác định được danh tính của nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, không mặc áo chở theo bạn gái phía sau đã liên tiếp lạng lách đánh võng trước đầu một xe khách, không cho xe này lưu thông. Đó là Nguyễn Văn Vương, 20 tuổi, ở xã Hòa Khánh. Điều đáng nói là sau khi được góp ý, Vương còn chửi bới, thậm chí đòi đánh tài xế. Một bức tường của trường mẫu giáo Chánh An B thuộc huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long đã bất ngờ đổ sập khiến cho một người đàn ông tử vong tại chỗ. Theo kết quả điều tra, nạn nhân và một người bạn rủ nhau đến trường mẫu giáo Chánh An B đã xuống cấp, không còn sử dụng hơn 2 năm nay, dùng búa phá tường để lấy xà bần đổ lấp vào tuyến đường trước của đình Chánh An bị sụt lún. Trong lúc đập thì bất ngờ bức tường đổ sập khiến một người tử vong, người còn lại nhanh chân chạy ra ngoài nên thoát chết. Nghi một người đàn ông là ma làng, 8 đối tượng ở xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi đã hành hung đập phá tài sản của người này và bị công an chính quyền huyện đưa ra kiểm điểm trước dân. Nạn nhân là anh Đinh Văn Phả, 38 tuổi, trong dịp đến nhà một người cùng thôn để chúc Tết đã nói những lời có phần khiếm nhã, khiến gia đình này và một số thanh niên trong thôn cho rằng Phả là ma làng nên đã đến Phả hành hung đập phá đồ đạc trong gia đình ông Phả. Được biết, hủ tục nghi kỵ cầm đồ thuốc độc tồn tại dai dẳng ở vùng cao Quảng Ngãi, đã có hàng loạt vụ án mạng do hủ tục này gây ra trong những năm gần đây. Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa cho biết đã hoàn tất hồ sơ văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân Công an huyện Cam Lâm tiến hành điều tra xử lý vụ hàng chục người tấn công kiểm lâm cướp gỗ lậu trong đêm. Vụ việc xảy ra sau khi lực lượng chức năng phát hiện 11 khúc gỗ xẻ hộp khai thác trái phép tại xã Sơn Tân thì bị một số đối tượng ném đá và phá hoại 5 chiếc xe gắn máy của tổ công tác. Sau đó, một nhóm người đã dùng hung khí khống chế kiểm lâm để cướp lại số gỗ trên. Công an huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang vừa bắt tạm giam Quỳnh Trường Giang, 32 tuổi, ngụ ở xã Đông Thạnh về hành vi trộm cắp tài sản. Chỉ trong 2 tháng, Giang đã thực hiện trót lọt gần 10 vụ trộm cắp, chiếm đoạt tài sản trên 100 triệu đồng. Tại cơ quan công an, Giang khai nhận thường chạy xe máy vào các tuyến đường nông thôn tìm nhà người dân vắng người là ra tay trộm tài sản. Đã có 2 người tử vong trong vụ tai nạn giao thông xảy ra tại thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Vụ tai nạn xảy ra ngay trước cổng khu công nghiệp Bắc Đồng Phú. Điều đáng lên án là ngay khi phát hiện tai nạn nghiêm trọng, tài xế xe tải đã không dừng xe kiểm tra hiện trường mà tăng ga bỏ chạy. Lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bình Phước đang truy tìm người tài xế này. Tự sinh con tại nhà, không cắt dây rốn cho con, không tiêm phòng cho con ngay khi chào đời. Mấy ngày nay, mạng xã hội rúng động trước thông tin là hai mẹ con một sản phụ ở thành phố Hồ Chí Minh tử vong do sinh con thuận tự nhiên. Dù câu chuyện xuất phát vụ bùng nổ trên mạng xã hội này được khẳng định là không có thật, nhưng trước đó, những thông tin về sinh thuận tự nhiên đã tràn lan trên mạng xã hội, kèm theo đó là những cảnh báo rủi ro từ trào lưu này. Và trào lưu tạm gọi là thai sản thuận tự nhiên gây tranh cãi nảy lửa khi trên mạng xã hội liên tục xuất hiện những hình ảnh như là thế này đây. Một sản phụ tại Hưng Yên sinh con tại nhà không cắt dây rốn và thành công. Hay là một câu chuyện trái ngược, thai nhi bị rách đầu vì mẹ chồng dùng dao giúp con dâu tự đẻ ở Lào Cai. Đoạn clip sau đây sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về cái gọi là sinh con thuận tự nhiên. Sinh con thuận tự nhiên hay còn gọi là lotus birth đang trở thành một trào lưu được nhiều bà mẹ tại Việt Nam theo dõi và có ý định thực hiện theo. Theo đó, khuyến khích sản phụ thay vì đến bệnh viện sinh thì có thể tự sinh ở nhà. Trẻ sau khi sinh sẽ không cắt dây rốn hoặc loại bỏ nhau thai. Phần nhau thai được cất giữ trong một chiếc bát hoặc đĩa lớn trong vài ngày để chờ rụng tự nhiên. Trẻ sẽ không tiêm phòng, liên tục thực hiện da kề da với mẹ ít nhất trong 4 tiếng. Phương pháp sinh con thuận tự nhiên, lotus birth, tức là sinh hoa sen hay còn gọi là liên sinh, đã bị các chuyên gia y tế khuyến cáo là không theo cơ sở khoa học và mọi người đang hiểu sai về thuận tự nhiên. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ sẽ giải thích rõ hơn. Có lẽ hiện nay thì do một cái nhóm các nhân vật mà hiện nay chúng ta biết được rất nhiều trên mạng đưa ra một cái trào lưu như vậy khiến cho những bà mẹ trẻ gần như là một cái bốt là ai cũng sử dụng cái sanh tự nhiên đó để mà áp dụng cho con mình với mong muốn rằng là mình không có bất kỳ một cái can thiệp nào từ bên ngoài vào. Thì chúng tôi chính thức khẳng định lại một lần nữa chúng tôi không ủng hộ và cái quan điểm đó hoàn toàn sai bởi vì nó không chính thống. Chúng ta hiểu rằng là sanh theo tự nhiên thì có nghĩa là cứ sanh ở nhà thì cái điều đó là sai. Sanh tự nhiên trong y khoa có nghĩa là chờ cho cơn co tử cung xảy ra, chờ cho cổ tử cung mở và khi đó thì đứa bé có thể sanh ra qua ngã âm đạo. Việc thứ hai nữa là mình biết rằng là nếu như sanh ở nhà như vậy không có hỗ trợ y khoa thì cái tử vong của người mẹ sẽ rất cao. Và ngay cả cái việc sanh ra cũng vậy, cái rốn và cái bánh nhau gắn chặt với nhau như vậy đó thì như vậy nó sẽ dẫn tới cái quá trình viêm nhiễm. Bên cạnh cái việc sinh thuận theo tự nhiên là không chích ngừa vaccine
cho các cháu. Mặc dù không nhiều nhưng chúng tôi đã lác đác trong khoảng 3 tháng trở lại đây đã có những trường hợp từ chối, và do đó chúng tôi cũng chính thức khuyến cáo rằng là đây là một cái hoạt động sai trái nhằm giảm đi những cái thụ hưởng có lợi cho đứa bé mà y khoa đã dày công nghiên cứu và hiện nay đã trở thành ra một cái chương trình rất là phổ biến trên toàn cầu. Mới năm rồi, ở Anh cũng xảy ra một trường hợp bé sơ sinh tử vong khi người mẹ sinh con tại nhà. Đó là trường hợp của chị Emmy Green. Cho đến tận bây giờ, chị vẫn còn hối hận. Sau đó, giới y khoa Anh đã tiếp tục lên tiếng cảnh báo về trào lưu này. Cả các bác sĩ tại nhiều nước trên thế giới cũng phản đối. Theo giải thích của một bác sĩ ở trung tâm y khoa Langone, Đại học New York, Mỹ, sau khi em bé được sinh ra, nhau thai trở thành cơ quan chết. Máu trong nhau thai lúc đó dễ làm phát sinh vi khuẩn, nên có thể xảy ra nguy cơ nhiễm trùng trong nhau thai và lây sang cho em bé. Chúng tôi khẳng định các bà mẹ không nên sinh con tại nhà khi không có sự trợ giúp của các cán bộ y tế. Vì trong quá trình sinh nở có rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn cho cả mẹ và trẻ sơ sinh, như nhiễm trùng ở bà mẹ, xuất huyết sau sinh, trẻ sơ sinh bị ngạt thở. Mang thai, sinh đẻ và giai đoạn sau sinh là các sự kiện đáng ghi nhớ trong cuộc đời của người phụ nữ. Chúng tôi không khuyến khích việc đẻ tại nhà. Chúng tôi thấy Việt Nam hiện đã giảm đáng kể tỷ lệ tử vong mẹ và trẻ sơ sinh. Điều này đạt được là do Việt Nam có hệ thống y tế tổ chức tốt, từ trung ương đến địa phương, đến cộng đồng, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế một cách thuận lợi trong quá trình mang thai cũng như sinh đẻ. Chúng tôi xin khuyến cáo các bà mẹ cần đến cơ sở y tế để được chăm sóc trước sinh cũng như đảm bảo quá trình sinh nở được an toàn và đảm bảo sự phát triển trong tương lai cho trẻ ở Việt Nam. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Mỹ, từ năm 2008 cho đến 2012, tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong khi sinh tại nhà cao gấp 3 lần so với sinh ở bệnh viện. Riêng tại bang Oregon, năm 2012, tỷ lệ tử vong do sinh con tại nhà tăng gấp 8 lần. Tại Bắc Mỹ, tỷ lệ trẻ sinh tử vong khi mà sinh tại nhà cao gấp 5,5 lần so với sinh tại bệnh viện. Thưa quý vị, sinh thường rất tốt, nhưng đẻ mổ không phải là án tử đối với một đứa trẻ. Sữa mẹ là tốt nhất, nhưng không có nghĩa con không bú được sữa mẹ là không thể trưởng thành. Cuộc đời này chỉ có một. Đừng để bản thân, con cái và gia đình phải trả những cái giá quá đắt được tính bằng mạng sống. Sinh con tại nhà, không có sự giám sát và hỗ trợ của nhân viên y tế có thể làm gia tăng nguy cơ năm tai biến sản khoa, băng huyết, nhiễm trùng, vỡ tử cung, sản giật, uốn ván rốn. Sau sinh, trẻ cần được tiêm vitamin K1 ngày để đề phòng xuất huyết não cũng như các vaccine theo chương trình tiêm chủng quốc gia. Việc chậm cắt dây rốn được Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo và Bộ Y tế Việt Nam chủ trương áp dụng vì những lợi ích mà chậm kẹp dây rốn mang lại cho bé. Các lợi ích của chậm kẹp dây rốn đã được chứng minh bằng các nghiên cứu khoa học lớn và có giá trị. Điều này không đồng nghĩa với việc không cắt dây rốn, để dây rốn và bánh nhau gắn liền với đứa bé trong khi đang phân hủy tự nhiên, dẫn đến những nguy cơ sức khỏe lớn trong khi lợi ích của nó vẫn chưa được chứng minh. Việc cổ suý trào lưu sinh con thuận tự nhiên là phản khoa học, đi ngược lại với sự tiến bộ của nhân loại nói chung và tiến bộ của y học. Bộ Y tế khuyến cáo các sản phụ nên khám thai định kỳ và sinh con tại các cơ sở y tế được cấp phép. Cũng phải nói thêm là việc tiếp nhận và xử lý những thông tin liên quan đến y tế, chữa bệnh trên môi trường Internet, mạng xã hội đang ngày càng phổ biến. Không ít những hậu quả đau lòng đã xảy ra. Chính vì thế chúng ta cần hết sức thận trọng khi chữa bệnh theo bác sĩ Internet. Tốt nhất là đến các bệnh viện hay cơ sở y tế, tránh gây nguy hiểm cho tính mạng, cho sức khỏe của mình và người thân. Thưa quý vị, mới đây thì một phụ nữ 55 tuổi đã rơi vào trạng thái nguy kịch, phải thở máy tại bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Nguyên nhân là do hóc dị vật. Các bác sĩ đã phải tiến hành nội soi đường thở và xác định dị vật là cái hạt bản cầu. Chỉ là một trường hợp nhỏ thôi nhưng mà cũng rất đáng cảnh báo, đúng không anh Hùng Thanh? Đúng rồi, khi mà nói đến hóc dị vật thì chúng ta thường nghĩ ngay đến trẻ nhỏ. Nhưng mà trên thực tế thì các bệnh viện cũng cho biết là đã tiếp nhận rất là nhiều ca hóc dị vật, nhất là ở người lớn và người già. Mới đây, bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bệnh viện vừa gấp thành công hạt mãn cầu bị mắc vào phổi cho nữ bệnh nhân 55 tuổi ngụ thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó 2 ngày, nữ bệnh nhân trên đang ăn mãn cầu thì bị sặc, khó thở, tím tái nên được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Khi mà cái dị vật rơi vào ở giai đoạn đầu thì bệnh nhân người ta ho rất là nhiều. Nhưng mà người ta chỉ thấy rằng là chỉ ho thôi chứ không có vấn đề gì thì người ta lại bỏ qua. Thì sau có những bệnh nhân 5 năm hoặc 10 năm thì cái dị vật đó bắt đầu nó gây mất đường thở thì bệnh nhân sẽ có những cái biến chứng. Trên thực tế, có một số trường hợp bị dị vật vùng hầu họng mà bệnh nhân không biết hoặc chủ quan không gấp ra ngay, dẫn đến rách và chảy máu, khó thở, thủng và tạo áp xe vùng hầu họng. Những trường hợp mà bệnh nhân hóc những dị vật to gây tắc nghẽn đường thở thì chúng ta sẽ làm những thủ thuật tại nhà có thể
theo những cái hướng dẫn của cơ sở y tế, ví dụ như là thủ thuật Heimlich hoặc là thủ thuật để tống dị vật ra khỏi đường thở. Đối với những trường hợp trẻ nhỏ thì chúng ta có thể đặt trẻ lên bàn tay và nằm sấp và bổ lưng, thì như vậy sẽ tạo cái áp lực mạnh trong lồng ngực thì có thể giúp tống dị vật ra khỏi đường thở. Các bác sĩ khuyến cáo mọi người ăn uống cần cẩn trọng, tránh cười đùa, nhất là khi ăn trái cây có hạt. Người lớn cần thận trọng khi dùng thức ăn có nhiều xương như cá, gà, vịt. Bệnh nhân có tiền căn phẫu thuật thực quản, dạ dày phải nhai kỹ thức ăn trước khi nuốt. Người có răng giả cần cẩn thận, đồng thời thường xuyên kiểm tra độ vững chắc của răng giả. Đối với trẻ em, tránh để những vật dụng hay đồ chơi nhỏ trong tầm tay vì bé hiếu động có thể cho vào miệng gây hóc.